Em xin chào bà con và các bạn nha. Cảm ơn bà con các bạn đã theo dõi cái video của em nhé. Thì hôm nay em làm cái video này để em chia sẻ với bà con, những người mà đang tập tành chăn nuôi và những người chuẩn bị chăn nuôi, mình chia sẻ về cái chủ đề là con heo nái. Khi mà mình phối giống xong thì bao nhiêu ngày mình tắm và mình cái chế độ ăn uống của nó như thế nào để cho nó đậu thai dễ nhất và đậu thai với cái năng suất cao nhất nha bà con cô bác. Thì hôm nay thì em cũng trả lời cho một số bạn gọi điện trực tiếp cho em hỏi như nuôi như thế nào để cho nó đạt. Thì em cũng chia sẻ một số kiến thức như thế này. Cái con heo á mà khi mà mình phối giống xong á thì tốt nhất là cái ngày hôm sau mình hả tắm cho nó. Tại vì có những người á, bà con biết không, có những anh thú y ảnh đi phối thì ảnh thủ cái phần của ảnh. Ảnh nói với hội chăn nuôi á là 3 ngày hoặc là 7 ngày mới tắm. Thì để làm chi? Để cho dễ đậu. Ảnh nói vậy thì không phải vậy nha bà con, không có đúng đâu. Tại vì á cái mình chỉ cử tắm khi cái lúc mà mình vừa phối xong. Mục đích để con heo khi nếu như mà mình tắm cái thời điểm đó đó thì cái thân nhiệt của con heo á nó sẽ giảm xuống đột ngột, thì tinh trùng của mình phối vào á nó sẽ chết đột ngột. Đó, đó là cái ý nghĩa chỗ đó nha bà con. Chứ bà con đừng có nghe nói là 3 ngày hay 7 ngày thì không cần thiết, chỉ qua ngày hôm sau là mình có thể tắm bình thường. Và chế độ cho ăn như thế nào? Có người thì người ta nói là cho ăn ít thôi, ít để cho con heo mình nó đậu nhiều. Nhưng mà thật chất là không phải vậy. Ăn ít hay ăn nhiều gì nó không có liên quan tới cái chuyện rụng trứng và cái chuyện thụ tinh. Thì rụng trứng là do cái con heo nái nó rụng được bao nhiêu trứng, và thụ tinh được hay không là do tinh trùng của cái người phối tinh viên đó, họ đi cái tinh trùng heo của họ có tốt hay không. Đó là hai vấn đề chủ yếu. Vậy thì mình làm như thế nào để mình biết là con heo mình nó rụng trứng nhiều? Thì con heo rụng trứng nhiều mình không có thể nào mình biết được, nhưng mà mình có cách để cho nó có đủ sức để cho nó trứng nó rụng nhiều. Thì như thế nào? Thứ nhất, trước khi nó mình tách bầy thì tách theo con đó, thì mình cho con heo mẹ của mình, con heo nái của mình nó ăn thúc lên. Thúc có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cho nó ăn nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong ngày, và mình có thức ăn đậm đặc cho nó, thức ăn bổ sung vô cho nó. Tuy là mình cho nó ăn cám, cho nó ăn cám nhưng mà mình cho nó ăn thức ăn đậm đặc. Còn những người mà cho ăn thức ăn viên thì cũng nên bổ sung thức ăn đậm đặc vào cho nó, thì cho con heo nái mình nó không có bị mất sức. Nó không có bị mất sức. Mất sức ở đây là cái sức khỏe chứ không phải là cái vóc dáng nha. Cái vóc dáng của con heo gầy ốm là nó không có thành vấn đề, nhưng mà cái sức khỏe của con heo á, cái sức khỏe của con heo có hay không á, tuy có nhiều con heo nó ốm nhưng mà cái sức khỏe nó rất là cao, còn có nhiều con heo nó mập nhưng mà sức khỏe nó không có. Thì ở đây sức khỏe mình quan trọng là cái sức khỏe của nó á, thì cái chất dinh dưỡng mình cung cấp vào cho nó đầy đủ chứ không cần dư á, đầy đủ thôi thì nó sẽ rụng trứng nhiều á. Thì cái đó là cái chia sẻ. Và cái thứ hai nữa là thuốc mình tiêm vào cho con heo, đó là mình nên trợ sức trợ lực cho nó bằng Metason hoặc là Catusan hoặc là B12. Thì mình tiêm vào cho con heo, đối với con heo nái thì mình tiêm mỗi con là 10 c trước cái lúc mình phối. Thì trước cái lúc mình phối tức là cái lúc mà con heo nó vừa chuẩn bị nó ruộng đó, mình thấy nó ửng hồng hồng lên đó, thì mình chích vào tiêm vào cho nó, rồi 3-4 ngày sau tùy con thì mình bỏ mình phối đó. Thì cái tỷ lệ nó đạt. Còn đối với tinh thì như thế nào? Tinh thì mỗi người ta đã pha chế riêng rồi, nhưng mà mình đâu có kính hiển vi và mình đâu có cái máy đếm tinh đâu bà con, để mình đếm coi cái lượng tinh trong 1cc dung dịch là nó bao nhiêu con, mình đâu có đếm được, mình đâu có biết. Là nhiều khi phối tinh viên họ đem tinh tới thì tinh nó đã chết, nó đã lờ trong đó rồi, thì mình cũng đâu có biết được. Thì phối cái đó là hên xui, nhưng mà đối với kỹ thuật của em, riêng bản thân em, thì khi mà mình trước khi mình phối tinh hoặc là mình mua tinh về đó, thì bà con nên đi ra ngoài chợ, ra ngoài thú y á, bà con mua một ống thuốc dục, một ống 2cc, bà con tiêm vào 2cc
2cc mà thuốc dục đó đó vào cho tinh trùng của mình, tinh trùng của heo mình, tinh trùng mà mình mua đó, vào cho tinh trùng. Rồi thì con tinh trùng mạnh lên thì mình phối nha. Đó, thì đó là một số kiến thức để mà em chia sẻ với bà con như vậy, thì mong bà con chăn nuôi và các bạn thành công nha. Chúc bà con chăn nuôi và các bạn thành công.